hết Sammy. Cậu đói rồi à? Ừ, tớ không chơi được nữa đâu. Vậy thì đi theo tớ. Bố ơi, bố ơi. Sisi, Sisi ơi. Bố ơi, bố ơi, bố giúp con một chuyện được không? Chuyện gì thế con? Bố lại đây với con. Đây, cháu ăn đi. Các người có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này mà không mời ta à? Sao ông dám... Dám làm sao? Người có ý kiến gì hả nhóc con? Ông đúng là đồ xấu xa. Lúc nào cũng cướp đồ ăn của người khác. Đừng con, kệ ông ta đi. Chỗ này vẫn chưa thấm tháp gì so với ta đâu. Lần sau, nhớ chuẩn bị nhiều hơn, rõ chưa? Hắn ta là ai mà lại hống hách thế ạ? À? Đó là lão lêu, đáng sợ nhất khu rừng Reborn này. Chuyên bắt nạt kẻ khác, nhưng không ai có khả năng chống lại lão. Không thể để như thế được, phải dạy cho hắn một bài học chứ ạ? À? Kìa, Sammy, cậu định làm gì thế? Cho tôi. Trò chơi mới bắt đầu thôi, tất cả các ngươi đều có phần. Mẹ ơi, sao không? Mẹ mau tỉnh lại đi. Chưa gì đã bất tỉnh rồi sao? Các ngươi thật là kém cỏi. Ta vẫn còn muốn chơi nữa. À, mẹ ơi. Ôi con tôi. Con ơi. Là Mi à? Dám bắn ta? Với sức của Mi mà cũng dám đấu với ta sao? Trời ơi, Sammy, mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay đi. Tớ sẽ giúp cậu. Hai tên nhãi nhép này, chúng mày muốn chết à? Mọi người, còn chờ gì nữa, mau tiến lên. Nhanh nào, cố lên nào. Các người định làm gì hả? Mau tránh ra. Chúng ta hãy cùng nhau đánh cho hắn một trận, để hắn chừa cái thói hống khách đi. Chết này, chết này. Ôi, đau quá. Ôi, ôi. Trời ơi, đau quá, đau quá. Bây giờ bị thương nặng thế, xem ông ta còn bắt nạt được ai nữa. Phải đấy, đáng đời Leo ra nát. Hoa-đô-sa-mi, Hoa-đô-sa-mi. Ui da. Xót, xót quá. Toàn thân mình bị thương thế này, mình sắp chết mất. Ôi, sao tự nhiên lại dễ chịu thế này? Ông đã thấy khá hơn chưa? Chúng tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho ông. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm ông bị thương nặng thế này. Ông hãy ở lại cùng chúng tôi cho đến khi các vết thương lành hẳn. Các người thật là tốt bụng. Các người không căm ghét tôi nữa sao? Tôi đúng là một kẻ xấu xa. Tôi hứa từ giờ sẽ thay đổi, không hống hách và không bắt nạt mọi người nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hi.
Yeah!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.